Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư tôn Thiện Đức Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bạch trên sư thầy. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ và an lạc đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay là một nhân duyên lành, thầy trò chúng ta có mặt ở tỉnh Thất. Một số người thì chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi, một số quý Phật tử cũng đã biết khải thành trước đó rồi, một số quý Phật tử cũng đã trực tiếp đi nghe khải thành giảng trước đó rồi. Tuy nhiên cũng có khá nhiều một số quý Phật tử khác, đúng không ạ? Khá nhiều một số quý Phật tử khác là chưa gặp lần nào và chưa nghe pháp lần nào cả. Nên hôm nay cũng là một cái nhân duyên lành, và hy vọng là sau này chúng ta sẽ có thật là nhiều những nhân duyên nữa để chúng ta có thể ngồi lại bên nhau ôn lại lời Đức Phật dạy, để ứng dụng lời Đức Phật dạy trong đời sống của mình. Và chúng ta biết chắc một điều rằng những lời Đức Phật dạy đều mang lại lợi ích an vui cho tất cả chúng ta. Và những lời Đức Phật dạy cũng sẽ có công năng xóa tan những phiền não trong cuộc sống này. Bên ngoài thì chúng ta là một người cư sĩ tại gia, thì chắc chắn rồi, chúng ta không thể bỏ hết tất cả mọi thứ vào chùa để tu được, mà chúng ta chỉ biết là quanh bình lại đời sống bên ngoài với cái sự tu tập của mình. Có nhiều người cứ nghĩ rằng sẽ cố gắng làm thật là nhiều tiền, có thật là nhiều những cái danh lợi bên ngoài nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thì cũng có đó, cũng có hạnh phúc đó. Tuy nhiên hạnh phúc đó tạm bợ, mong manh, và hạnh phúc đó rất dễ chứa đựng những đau khổ sau này. Tại vì hạnh phúc đó nếu không được xây dựng trên nền tảng của đạo lý, hạnh phúc đó không được xây dựng trên nền tảng của đạo đức, thì rất dễ hạnh phúc cho mình nhưng khổ đau cho người. Thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc vị kỷ. Mà đã là vị kỷ rồi thì nó chất chứa sự độc ác. Tại vì vị kỷ là chỉ nghĩ cho mình không à, không nghĩ cho người. Mà xin hỏi quý Phật tử, cái điều vị kỷ nó chất chứa sự độc ác thì có mang lại cho chúng ta hạnh phúc thực sự không? Không, đúng không? Nên cái mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc ngoài đời là hạnh phúc đó, nhưng thực chất nó mong manh, nó tạm bợ. Chúng ta thấy y như là con thiêu thân, chúng ta biết con thiêu thân không? Hoặc là chúng ta biết những con mối á, mà đến lúc mà ví dụ trời mưa xuống đó, có một ổ mối nào đó nó bay lên, chúng ta thấy không? Thì những con mối đó tại sao nó là lao vào cái đèn? Rồi những con thiêu thân tại sao nó lao vào cái đèn? Tại vì nó nghĩ cái đèn đó ánh sáng, nó nghĩ là cái đèn đó mang lại một cái điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời của nó, nên nó mới lao vào. Và khi nó lao vào rồi thì nó như thế nào ạ? Trong chớp nhoáng thôi, cái khoảng cách nó từ đến cái đèn, nó vẫn nghĩ là hạnh phúc, nhưng khi nó vừa chạm được vào ngọn đèn thì nó bị thiêu cháy, gọi là con thiêu thân mà. Rồi những con khác có thấy không? Có thấy, mà những con khác vẫn như vậy, cũng chạy vào để thiêu thân. Thế là chúng ta thấy thời xưa cái thành ở quê đó, mình có xài những cái ngọn đèn đó, quý Phật tử biết không? Đèn thắp bằng dầu đó. Thì thường thường là trong vài hôm là chúng ta phải khơi cái tim đèn, là chúng ta phải mở cái nắp đèn ra, và xung quanh đó thì có rất nhiều những con thiêu thân. Và vài hôm cũng phải làm như vậy. Nên những con thiêu thân nó bay vào trong cái bóng đèn đó, nó chết trong đó. Và khi nó chết cũng nhiều con cá cũng thấy chứ, nhưng nó vẫn lao vào. Và cuộc đời chúng ta không khéo, mình cũng vậy. Sinh ra, lớn lên, mưu sinh, lập nghiệp, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ biết kiếm tiền thôi, mà quên sống trong đạo lý. Thì chúng ta cũng như con thiêu thân. Rồi mình thấy rõ ràng có nhiều người bất chấp những ác độc, bất chấp những thủ đoạn, bất chấp những cái bày mưu tính kế để kiếm được tiền. Nhưng cuối cùng rồi như thế nào ạ? Gia đình đổ vỡ, người đó cũng tù tội. Thấy không? Thấy. Rồi cũng có nhiều người bất chấp kiếm tiền, làm những nghề, những ngành mưu sinh bất chính, hại người, hại chúng sinh. Rồi chúng ta thấy quả báo đến với họ rất thảm khốc. Gia đình cũng đau khổ, tai ương lại ập đến, bệnh tật lại triền miên, khổ đau lại vô ngàn. Thấy không ạ? Thấy. Nhưng mà những người đó y như những con thiêu thân trước, lao vào trong cái bóng đèn đó, nó chết. Mình thấy không? Thấy. Bây giờ
mình thấy thì thấy nha, nhưng vô tình hoặc là sau đó mình cũng như con thiêu thân đấy. Đến lúc mình chết rồi mình mới biết. Rồi người khác thấy mình, họ cũng thấy tại sao phải làm như vậy nhỉ, nhưng mà họ vẫn đi vào trong cái lối đi đó. Nên nếu không có đạo lý chỉ đường, nếu không có lời Phật dạy để soi sáng, nếu không có tam bảo để quay trở về nương tựa, thì chúng ta rất dễ biến mình trở thành nô lệ của cuộc đời. Sinh ra chỉ biết kiếm tiền, sinh ra chỉ biết thỏa mãn những ngũ dục của cuộc đời. Rồi một mai cơn gió vô thường đến, trong cái hành trang của chúng ta ra đi không có thiện pháp mà toàn là ác pháp không à. Mà xin thưa, ví dụ ở đời này chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có nhiều của, chúng ta có nhiều đất, chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ. Tuy nhiên khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta có mang theo những thứ đó được không ạ? Dạ không được, không được. Mà chỉ mang được cái thiện pháp và ác pháp thôi. Và lúc nãy chúng ta nói, mình nghĩ tiền là của mình, tài sản là của mình, và đây là những điều quan trọng nhất của cuộc đời. Thế là chúng ta dồn tất cả sức lực của mình, tuổi trẻ của mình, tâm sức của mình, nhiệt huyết của mình, lý tưởng của mình, để dồn tất cả tạo ra tiền, tạo ra của cải vật chất, mà quên đi yếu tố tâm linh, quên đi yếu tố tinh thần và quên đi sự tu tập. Thì khi chúng ta giả từ cuộc đời này, thì tất cả những thứ mình nghĩ là quan trọng và tất cả những thứ mình dồn hết cuộc đời tâm huyết sức trẻ cho nó, hoàn toàn không mang theo được. Lúc đó còn kịp không ạ? Hết rồi, không còn cơ hội để tu. Vô thường đến tới nơi rồi, làm sao tu được nữa? Và không tu kịp, vãi ra đi. Mà khi ra đi lại không mang theo những thứ mình nghĩ là quan trọng và mình dành cả cuộc đời để tạo ra nó. Cuối cùng trắng tay, trắng tay những thiện pháp mà còn đầy tay những ác nghiệp. Tại vì đồng tiền, ma lực đồng tiền nó kinh khủng lắm quý Phật tử ạ. Mình không có đạo lý để tu rồi thì chỉ cần một khoản lợi lớn thôi, trước mắt nó hiện ra, dù đó là một nghề nghiệp mưu sinh bất chính, dù đó là lừa lọc gạ hại người, nhưng mình không có đạo lý thì mình đâu có sợ đâu, bất chấp mà gom những đồng tiền đó vào. Mà những đồng tiền đó vào mình lại không mang theo đi được, nhưng mà những cái ác nghiệp để tạo ra đồng tiền đó mình lại mang theo. Cực kỳ là nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp lẫn trong những cái ác nghiệp mình tạo đó vẫn còn một số thiện nghiệp, thì họ vẫn còn có khả năng cứu chữa được, cứu chữa được, cứu chữa được. Còn nếu có những người mà trong những cái nghiệp họ tạo, nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau, soi xét vô cùng kỹ càng mà thấy chỉ toàn là ác nghiệp, thì xin thưa người này không có thể cứu được. Là trong thời Đức Phật có một người cực kỳ nổi tiếng. Và người này như thế nào quý Phật tử? Khi nhắm mắt lìa đời là ngay lập tức như thế nào? Trái đất non nẻ ra, rơi xuống ngay vào cõi địa ngục. Đó là ai? Đó là ai mà chuyên gia hại Phật nhỉ? Đúng rồi, Đề Bà Đạt Đa. Nên hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài giảng liên quan đến Đề Bà Đạt Đa. Tại sao ông ấy đọa địa ngục và ông đó có phương pháp nào cứu chữa hay không? Rồi nhìn lại bản thân của mình có điều gì giống ổng hay không? Nếu giống thì ngay và luôn ăn năn sám hối và sửa chữa. Nhiều lúc mình giống ổng đó mà mình không biết đâu. Mình nghĩ ai đó đó, chứ mình là một người thuần thành mà. Mình là một người đi chùa mà. Mình là một người tu tập mà. Mình là một người đệ tử Phật, làm sao giống ổng được. Nhưng xin thưa, Đề Bà Đạt Đa là ai? Có phải đệ tử của Phật không? Có. Một trong những đệ tử rất thân cận với Phật. Và khi nói về trong cái mối quan hệ của đạo, là Đức Phật là thầy, là sư phụ của Đề Bà Đạt Đa, và ông rất thân cận với Đức Phật. Tại ông là một trong những người xuất gia mà đầu, một trong những người xuất gia đầu tiên trong cái giáo pháp của Như Lai. Nói về mối quan hệ huyết thống thì Đề Bà Đạt Đa lại là em họ của Đức Phật. Chúng ta thấy không? Bên ngoài là gọi Đức Phật là bằng anh, trong đạo gọi là thầy, là sư phụ, nhưng mà cuối cùng vẫn thoái đọa như thường. Nên nhiều lúc mình mặc trên mình cái tấm áo lam, tấm áo nâu,
mình tu theo Phật, đúng không? Nhưng coi chừng có những cái sơ suất. Và những cái sơ suất này mình không canh chừng nó, mình không phát hiện nó, không ăn năn, không sám hối, thì hình thức mình là đệ tử của Phật, là con của Phật, nhưng mà nội dung hầu như chúng ta là con của ma vương. Mà con của Phật thì Phật rước, con của ma thì ma rước. Nên miệng chúng ta niệm Phật chưa chắc về với Tây Phương Cực Lạc đâu. Mà quan trọng là tâm chúng ta phải hướng về Phật Pháp. Nên hôm nay chúng ta sẽ nghe bài giảng này. Thứ nhất, để chúng ta tự xét lại bản thân của mình. Thứ hai, chúng ta phải thấy cái tầm quan trọng của thiện pháp như thế nào. Thứ ba, chúng ta thấy sự nguy hiểm của ác pháp là ra sao để ứng dụng trong đời sống tu tập của mình. Đồng ý không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe nguyên văn đoạn kinh này. Đoạn kinh này thì ngắn thôi. Và trong đoạn kinh này thì có nhắc đến Ngài A Nan, có nhắc đến Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật. Chúng ta sẽ nghe kể câu chuyện này trong đoạn kinh này như sau. Một thời Đức Phật du hóa tại Bạc Kỳ Xấu ở Đô Ô, ở đô ấp Anoba của người Bạc Kỳ. Bây giờ Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, ví như cách thôn nọ không xa có một hầm phân sâu rộng, có người bị lọt vào đấy, chìm xuống tận đáy. Có người đi đến trông thấy, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được sự lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Người ấy nhìn quanh rồi nói: Người này có chỗ nào như lông tóc không bị dính phân để ta có thể nắm kéo lên chăng? Người ấy nhìn khắp châu thân nhưng không thấy có chỗ nào bằng một sợi lông, một cọng tóc mà không bị dính phân để có thể dùng tay nắm kéo lên được. Cũng vậy, này A Nan, nếu ta thấy Đề Bà Đạt Đa có một chút pháp bạch tịnh nào bằng một sợi lông, ta đã không xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. A Nan, vì ta không thấy Đề Bà Đạt Đa có chút pháp bạch tịnh nào bằng một sợi lông, nên ta xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. Khi ấy, Tôn giả A Nan khóc lóc, lấy tay gạt lệ rồi thưa rằng: Kính bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Thế Tôn đã xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. Kinh Trung A Hàm Phẩm Lâm, Kinh A Nô Ba số 112. Chúng ta cho một tràng pháo tay để bắt đầu phân tích. Trong đoạn kinh này thì Đức Phật sử dụng chữ bạch tịnh chứ không sử dụng từ thiện pháp, đúng không ạ? Chữ bạch tịnh thường thường chúng ta ít nghe, đúng không ạ? Thì trong cái chữ bạch tịnh này thì chúng ta biết bạch là gì? Đúng rồi, trắng. Tịnh là gì? À, thanh tịnh. Pháp bạch tịnh là những pháp trong sạch và thanh tịnh. Và đối nghĩa với pháp bạch tịnh là pháp gì? Pháp đen, pháp ác, pháp bất thiện. Xin hỏi quý Phật tử, tất cả chúng ta ngồi ở đây thì xin thưa, có ai toàn là pháp bạch tịnh không? Có. Dạ không. Đúng không? Rồi, có ai ngồi ở đây toàn là pháp ác, pháp đen không? Cũng không. Đúng không? Mà thầy trò huynh đệ chúng ta ngồi đây đều có sự lẫn lộn, gồm có cả pháp bạch tịnh và gồm có cả pháp hắc tịnh. Tức là đen cũng có, trắng cũng có, xấu cũng có, tốt cũng có, thiện cũng có và bất thiện cũng có, đang xen lẫn nhau. Tuy nhiên, cái sự đang xen này, cái sự lẫn lộn giữa pháp trắng và pháp đen tùy vào công đức của mỗi người, tùy vào căn cơ tu tập của mỗi người và tùy vào cái sự khai mở tâm linh của mỗi người, và đặc biệt nó tùy vào sự tinh tấn của mỗi người. Nhiều lúc bây giờ đang nghe pháp giống nhau đó, nhưng cái sự chú tâm chúng ta ngồi ở đây khác nhau hay giống nhau? Khác. Có người rất chăm chú lắng nghe từng chữ, nhưng có nhiều người lại nghe nửa chữ thôi.
ngồi ở đây, tai ở đây, chân ở đây, mắt ở đây, nhưng cái tâm bây giờ phóng đi chỗ khác rồi. Biết là chiều nay đạo tràng ở đây có mời Khải Thành ở lại dùng cơm, đúng không ạ? Nhưng người nào lo cơm cứ để họ lo, mình đừng lo, đúng không ạ? Cái đói về thân nó không quan trọng về về cái tâm đâu. À, mà cái thân á, thì lúc này không ăn thì xíu nữa ăn, đói chút xíu chả sao. Còn cái tâm á, lâu lâu chúng ta mới có cơ duyên được nghe pháp một lần. À, chúng ta ăn pháp nó quan trọng lắm nha. Nên người nào có trách nhiệm lo cơm nước thì cứ lo. Còn chúng ta ngồi đây ráng mà nghe, đừng quan tâm mọi thứ xung quanh. Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Cũng vậy, chúng ta đang nói với nhau rằng ở đây thầy trò chúng ta chưa là thánh, nên chúng ta vẫn chưa hoàn toàn là những pháp bạch tịnh, đúng không ạ? Mà chúng ta vẫn có lẫn những cái pháp đen, những cái pháp xấu, những cái pháp bất tịnh. Nhưng mà cái thành tin chắc một điều rằng, tin chắc một điều rằng cái phần thiện chúng ta nhiều hơn. À, phần thiện chúng ta nhiều hơn. Nhưng có chắc là trong tương lai và mãi mãi về sau phần thiện nó nhiều hơn không? Không đâu quý Phật tử ạ. Ở ngoài thì có câu nói như thế nào? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Trong đạo cũng vậy. Ban đầu mình tu rất tinh tấn, nhưng coi chừng đầu voi đuôi chuột. Ban đầu thì gặp quý thầy rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, nghe pháp rất là chuẩn mực. Nhưng tu một thời gian gọi Phật bằng anh đấy, có không ạ? Có, nên chúng ta phải hết sức tỉnh giác. Hôm nay mình tu tinh tấn, chưa chắc ngày mai mình vẫn còn tinh tấn đâu. Hôm nay mình ngoan đạo, nhưng chưa chắc ngày mai mình ngoan đạo, nếu mình không có một nền tảng đạo lý vững chắc. Và khi mà chúng ta cảm thấy tu như vậy là đủ rồi, khi mình cảm thấy tụng kinh như vậy là đủ rồi, khi mình cảm thấy niệm Phật như vậy là đủ rồi, khi mình cảm thấy làm công đức như vậy là đủ rồi, thì chính lúc mình cảm thấy tu như vậy là đủ, thì lúc đó coi như đường tu chúng ta đóng lại. Thiện pháp bắt đầu rơi rụng và ác pháp càng ngày càng phát triển. Ví dụ chúng ta thấy một mảnh đất đó, một cái mùa khô, ví dụ trong miền Nam của cái tỉnh là gồm có hai mùa thôi, không có xuân hạ thu đông như miền Bắc đâu. 6 tháng mùa mưa, 6 tháng mùa khô. Và khi mùa khô chúng ta biết đến tháng thứ 3, thứ 4 trong 6 tháng mùa khô đó, hầu như trên một cái mặt đất đó trống trơn à. Không có gì hết á. Toàn là đất là bụi không à, gió thổi cả là bụi liền. Tuy nhiên sau cái mùa khô đó, bắt đầu qua tháng thứ 7, tức là tháng đầu tiên của mùa mưa, chỉ cần khoảng vài tuần thôi quý Phật tử ạ, thì cái mảnh đất trước đó chúng ta thấy khô cằn sỏi đá, không có gì cả, không có mầm xanh gì. Nhưng chỉ trần 2-3 tuần vài trận mưa thôi là bắt đầu đã cỏ mọc chi chít rồi. Mình cũng vậy. Cái mảnh đất tâm của chúng ta nó phức tạp hơn cái mảnh đất bên ngoài rất là nhiều. Mảnh đất bên ngoài chỉ cần khoảng vài tuần, chỉ cần khoảng vài trận mưa, đúng không ạ? Thì bắt đầu cỏ mới mọc. Còn lại cái mảnh đất tâm của chúng ta, ví dụ hôm nay nó đang hết sức bằng phẳng, hết sức đẹp, nhưng nhiều lúc đến ngày mai nó lại trở quẻ. Tất cả những áp pháp nó đung đung, nó khởi lên. Ví dụ chỉ cần tâm kiêu mạn thôi. Tâm kiêu mạn thôi. Mình tu, mình tinh tấn, mình nhẹ nhàng, mình khiêm cung, mình kín đáo, rất là lợi ích. Nhưng thẩm sâu trong đó vẫn có tâm kiêu mạn. Và đụng một cái chuyện nào đó, nó khơi đúng ngay cái điểm yếu của mình, tâm kiêu mạn khởi lên, thì tất cả những cái điều tốt đẹp trước đó mình gây tạo nó đổ vỡ hết. Cũng vậy, hoặc như tâm sân, sân hận á. Chúng ta thấy ví dụ mình vào chùa, mình tụng kinh lễ Phật, tọa thiền niệm Phật, có khó không? Có vất vả không? Có. Mình phải sắp xếp thời gian chứ, đúng không ạ? Nào là cơm áo gạo tiền, nào là lo cho chồng cho con, thậm chí tuổi của các ông các bà ở đây lo cho ai nữa, cho cháu nữa. Mà sắp xếp được một bữa về chùa tu tập khó đó, chứ không phải đơn giản đâu quý Phật tử ạ. Không phải đơn giản đâu. Rồi chúng ta dành dụm được tiền, ví dụ như là chúng ta một tháng thu nhập được 10 triệu chẳng hạn, chúng ta lo lắng mọi thứ mình tích lũy còn dư được 3 triệu. 3 triệu đó chúng ta trích ra 1 triệu, chúng ta bố thí cúng dường từ thiện phóng sinh. Thì có được cái đồng tiền đó dễ hay khó? Khó,
đúng không? Tu tập đã khó, làm điều thiện cũng khó, nhưng mà chỉ cần cái tâm sân hận khởi lên, đốt cháy cả rừng công đức, rất là nguy hiểm quý Phật tử ạ. Nên tu thực chất không phải đơn giản đâu. Tu là đi ngược lại dòng đời mà, đi ngược lại cái ngũ dục. Không tu á, thì đắm chìm trong ngũ dục. Mà chúng ta sinh trong cõi dục mà, cái bản năng chúng ta là thích hưởng thọ những cái dục lạc đó. Mà bây giờ mình tu là mình phải khước từ dần dần những dục lạc đó. Khó lắm. Sinh ra trong cõi dục, sống trong cõi dục, mà bây giờ phải tu đi ngược lại khước từ những cái dục lạc đó, vô cùng khó. Mà khi chúng ta đã khó, chúng ta đã vượt qua cái khó đó dần dần, đúng không ạ? Nhưng chỉ cần chúng ta dừng lại thôi là sau lưng bóng tối sẽ ập đến liền. Hết sức nguy hiểm, phải luôn luôn tỉnh giác như vậy. Nên ở Bắc Giang cái thành có giảng một bài tu gấp rút như lửa cháy trên đầu vậy đó. Ví dụ trên đầu chúng ta mà có một ngọn lửa nó cháy một cái, Hải Thành thì đỡ, không có tóc, ít cháy. Mà quý Phật tử ngoài đời đó, mà tóc chúng ta nhiều, mà có cái gì đó nó đụng cái đầu chúng ta cháy, sợ không? Thì khi mà đầu chúng ta cháy, thì việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Tìm mọi cách để dập cái lửa đó trên đầu của mình. Và Đức Phật lấy cái hình ảnh đó, Đức Phật nói tu cũng phải gấp rút y như vậy. Lửa mà bén trên đầu, ngay lập tức phải tìm một phương pháp nào đó dập tắt lửa trên đầu. Và mình tu khi có một ác pháp nào đó khởi lên, thì chúng ta phải nhận biết ngay cái ác pháp đó để mà dập tắt cái ác pháp đó và phát triển những thiện pháp. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Mà chúng ta không phải chỉ là những pháp bạch tịnh, đúng không ạ? Mà có xen lẫn cả pháp ác, cả pháp thiện, đúng không ạ? Mà cái điều tốt á, nó khó y như là trồng lúa vậy đó. Còn điều ác nó tự động như cỏ dại vậy đó. Nên cái bản năng, cái điều mà điều ác nó phát triển trong tâm chúng ta rất là thuận lợi. Còn điều thiện phải nhắc nhở, phải tu tập, phải có môi trường thì hỏa may nó mới nuôi dưỡng được điều thiện đó lên. Điều thiện đó lên. Nên chúng ta đang một trong những cái bài toán khó nhất cuộc đời, đó là bài toán giữa thiện và ác. Không khéo giải bài toán này, chúng ta mất cả cuộc đời. Mất cả cuộc đời. Ở đây chúng ta thấy mỗi người ai cũng tạo nghiệp thiện và nghiệp ác lẫn lộn đang xen. Người nào mà biết tu tập, người nào mà biết tích phước thì họ tạo nghiệp gì nhỉ? Đúng rồi, tạo nghiệp thiện, vung bồi cái pháp trắng nhiều. Đúng ạ. Vung bồi pháp trắng nhiều. Còn người nào tổ phước thì họ tạo nghiệp ác nhiều. Còn nghiệp trắng họ cũng có vung bồi nhưng ít hay nhiều? À, lại ít. Còn người hết phước thì ra sao? Người hết phước thì ra sao? Người hết phước thì không còn chút pháp thiện nào, không còn chút pháp trắng nào cả. Họ chỉ còn có nghiệp đen, họ chỉ còn có nghiệp ác, họ chỉ còn có pháp đen mà thôi. Và ở đây chúng ta thấy đó, ví dụ những người mà trong tâm họ không còn bất cứ một bạch tịnh nào, một cái nghiệp thiện nào, một cái pháp trắng nào, thì dù người đó có đứng trước Đức Phật, dù người đó có gặp được Đức Phật, mà Đức Phật được xem là một vị thầy dẫn đạo tuyệt vời, Đức Phật là một bậc đại y vương, nhưng mà khi gặp Đức Phật thì người đó cũng không thể cứu được. Không thể cứu được. Đó là trường hợp của ai? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa. Nên ngay yếu tố này chúng ta thấy một điều nè: giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc hay là khổ đau, đọa lạc do ai? Do mình. Phật không cứu mình được nha. Quý Phật tử nhớ điều này nha. Phật không cứu mình được đâu. Phật chỉ cho chúng ta con đường để tự cứu lấy mình thôi. Chứ nếu mà Phật cứu lấy mình, sau khi Đức Phật thành đạo, đúng không? Đức Phật bay lên không trung, Đức Phật dùng thần thông rước hết tất cả quý Phật tử về đất Phật, cứu được liền, đúng không ạ? Nhưng Đức Phật không làm được điều đó. Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường để tu thôi. Chỉ rõ nếu làm điều này là bị đọa lạc, làm điều này tạo nghiệp ác, nhưng làm điều này có phước thiện, đi theo con đường bát chánh đạo, đi về giải thoát và giác ngộ.
Nên Đức Phật không cho chúng ta những cái điều gì cao sang quyền quý đâu. Đức Phật cho chúng ta con đường, và con đường này mới là vấn đề quan trọng. Con đường này mới là vấn đề quan trọng. Mà có nhiều người không hiểu, lúc mà tu độ nghiệp mà trách Phật, nó tại sao Phật lại giáng họa cho con, tại sao con đi tu không linh ứng. Như ngày hôm qua giảng ở chùa Tương Mai, có một quý Phật tử hỏi: dạ thưa thầy, tại sao con đi rất nhiều chùa mà con không thành tựu được gì cả? Tại vì sao? Tại vì không phải do chùa, do ai? Do chính bản thân mình. Nên ở đây chúng ta thấy, khi chúng ta tu tập mà không có kết quả, đừng vội trách ai, mà phải trách mình trước, quý Phật tử ạ. Phải trách mình trước. Nên trong trường hợp, có 3 trường hợp chúng ta nói đó. Người nào mà tích phước thì họ sẽ tạo nghiệp thiện nhiều. Đúng ạ, nghiệp thiện nhiều. Vung trồng những cái pháp trắng nhiều. Người nào bị tổn phước thì họ lại tạo nghiệp ác nhiều, vung bồi pháp trắng lại ít. Còn người nào hết phước thì như thế nào? Không còn bất kỳ một chút thiện pháp nào cả. Không còn bất kỳ một pháp trắng nào cả. Họ chỉ còn những phép đen, họ chỉ còn những nghiệp ác mà thôi. Mà người nào trong tâm chỉ còn là những pháp đen, chỉ còn là những nghiệp ác, thì chắc chắn một điều, người này có gặp Đức Phật đi chăng nữa thì Đức Phật cũng vô phương cứu chữa. Và trường hợp điển hình ở đây chúng ta thấy Đề Bà Đạt, Đạt Đa, đúng không ạ? Như bầu bài chúng ta đã nói, Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa và Ngài A Nan, trong đạo thì mối quan hệ gì? Mối quan hệ gì? À, mối quan hệ thầy trò. Nhưng ở mà tính trong cái bên ngoài dòng tộc á, thì lại có mối quan hệ anh em dòng tộc tình thân. Đề Đức Phật là anh, Đề Bà Đạt Đa là em, Ngài A Nan cũng là em luôn. À, có nghĩa là ở ngoài gọi là con em, con chú, con bác vậy đó. Đúng không? Thì nếu nói bên ngoài, anh em, con chú, con bác có thương nhau không? Có chứ. Mà khi đã vào trong đạo tu, mà Đức Phật đã thành đạo rồi, các ngài cũng theo Phật để tu luôn, thì cái tình thương của Đức Phật nó còn lớn hơn tình thương của một người anh bên ngoài dành cho em nữa. Nên cả hai phương diện, đời và đạo, Đức Phật và Ngài A Nan đều rất thương Đề Bà Đạt Đạt Đa. Nên khi mà Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa không còn bất cứ một chút pháp bạch tịnh nào cả, chỉ toàn là pháp ác, và chắc chắn sẽ bị thoái đọa xuống địa ngục, lúc đó Ngài A Nan mới khóc. Khóc vì hai lý do. Lý do thứ nhất, lúc đó Ngài A Nan chưa đắc A La Hán. Chứ nếu lúc đó Ngài A Nan mà đắc quả A La Hán, tâm của các ngài bình lặng rồi thì không bị chi phối nữa. Còn lúc này thực chất Ngài A Nan chưa đắc quả. Thậm chí lúc Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài A Nan vẫn chưa đắc quả tứ quả A La Hán, mới chỉ sơ quả thôi. Mới sơ quả thôi. Lúc nào chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ nghe nói kỹ hơn về Ngài A Nan. Tuy nhiên hôm nay không phải nói về Ngài A Nan, đúng không? Chúng ta đang nói về Đề Bà Đạt Đa. Đó lý do thứ nhất, tại vì lúc đó Ngài chưa đắc thấn quả A La Hán mà chỉ mới sơ quả. Mà sơ quả thì vẫn còn chi phối bởi tình cảm. Nghe anh của mình đi theo Phật, mình cũng đi theo Phật, mà tại sao đến nỗi bây giờ anh của mình Đức Phật nói là không còn phương cứu chữa, mà Đức Phật nói thì hoàn toàn không thể sai được. Lý do thứ nhất Ngài khóc. Lý do thứ hai là gì? Đó là anh của mình ở ngoài đời, đó là sư huynh của mình trong đạo. Giờ chúng ta xét lại mình. Có một ngoài gia đình chúng ta có một người anh ruột hoặc là anh họ, chị họ đi buôn bán ma túy, buôn lậu chẳng hạn, hoặc đi cướp của, đi giết người, cuối cùng bị pháp luật bắt ở tù chung thân tử hình. Mình buồn, mình khổ không? Có. Hoặc là một người huynh đệ nào đó của mình tu chung với đạo tràng, nhưng mà không may bị một cái thông tin hay bị một cái quan điểm nào đó tà đạo nó xen vào trong tâm. Thế là tu ban đầu theo Phật, cuối cùng không theo Phật nữa, đi theo tà đạo mê tín luôn, và bị điên loạn luôn. Mình thấy mình thương không? Thương, đó là huynh đệ của mình mà. Đó là huynh đệ đồng tu của mình mà, tại sao ban đầu theo Phật bây giờ lại trở thành ma rồi? Thương. Nên chúng ta đặt mình vào vị trí của Ngài A Nan lúc đó thì chắc chắn chúng ta cũng khóc, chắc chắn chúng ta cũng buồn, chắc chắn chúng ta cũng rất là tiếc. Vì có một người anh họ, vì có một người sư huynh đã lầm đường, lạc lối như vậy.
Nên khi mà tôn giả A Nan nghe Đức Phật xác quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn sinh vào địa ngục, không thể cứu vớt được, thì Ngài khóc rất là nhiều. Và dĩ nhiên Thế Tôn và Ngài A Nan đều rất là thương xót, đúng không ạ? Và cũng đã rất nhiều lần tìm cách để cứu Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà cái tình trạng của Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta nói thẳng là như vô phương cứu chữa rồi. Tại vì sao? Tại vì chỉ toàn là pháp đen và không còn bất cứ một pháp trắng nào cả. Giống như một bệnh nhân, bệnh mà giai đoạn cuối, ví dụ như ung thư chẳng hạn, mà không phải giai đoạn đầu, cũng không phải giai đoạn 2, đoạn 3 gì cả, mà khi mà bệnh nặng quá rồi, đặc biệt là ung thư gan đó quý Phật tử ạ. Ung thư gan thì thường á, người nào may mắn lắm á, người nào có điều kiện á, may mắn mà ví dụ như là vài tháng hoặc là nửa năm đi xét nghiệm một lần á, thì nếu ung thư gan giai đoạn đầu mới phát hiện ra. Còn đa số chúng ta ở quê á, mà chúng ta ít có cái tư tưởng là phải đi xét nghiệm định kỳ đó, thì khi nào mà phát hiện ra đa số là giai đoạn cuối rồi. Tại vì sao? Tại vì gan nó khác với các bộ phận khác trong cơ thể, nó không có tế bào thần kinh cảm giác. Thì bây giờ chúng ta ngồi ở đây, gan mình đang sơ, gan mình đang nóng, gan mình đang thối rữa, gan mình đang ung thư, hoàn toàn không biết. Tại vì nó không có đau. Còn ví dụ nè, chúng ta bị ung thư phổi thì như thế nào? Đau liền. Chỉ giai đoạn đầu thôi đã đau rồi. Đặc biệt là phổi nó ho nè, đúng không? Chưa nói đến ung thư mà nói vấn đề ho lao thôi, giai đoạn đầu chúng ta đã có dấu hiệu rồi, đúng không? Hoặc là chúng ta bị viêm đại tràng thôi là cảm thấy đau chưa? Đau, chứ đừng nói đến ung thư đại tràng thì đau kinh khủng khiếp, chỉ mới giai đoạn đầu thôi. Hoặc là ung thư vòm họng, ung thư lưỡi, mới giai đoạn đầu đã có dấu hiệu đau rồi, đúng không? Nhưng ung thư gan, quý vị tự lưu ý nha, hoàn toàn không đau. Đến lúc gan chúng ta vàng ra, hoặc là đến lúc do gan nó bị đau quá, nó bị ung thư quá, thế là những cái bộ phận ví dụ thận của chúng ta bị ảnh hưởng nè. Thận đau bắt đầu đi khám cái thận, xét nghiệm cái thận, xét nghiệm luôn cái gan mới phát hiện thận mới bắt đầu suy, nhưng gan đã đến giai đoạn cuối rồi. Thì những cái người mà gặp bệnh nan y mà giai đoạn cuối, mặc dù thuốc rất là tốt, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, bác sĩ trong nước cũng có, bác sĩ ngoài nước cũng có, đông y cũng có, tây y cũng có, đông tây y kết hợp cũng có, nhưng người này vô phương cứu chữa tại vì giai đoạn cuối rồi. Nên trong trường hợp này cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa được xem là ung thư tâm giai đoạn cuối rồi. Trong tâm hoàn toàn không còn bất cứ một pháp bạch tịnh nào, trong tâm không còn bất cứ một pháp thiện nào cả. Giống y như một người bệnh được bác sĩ khuyên về nhà lo hậu sự, rất là khổ. Và Đề Bà Đạt Đa đã phạm những tội vô cùng ác, mất hết thiện căn, mất hết công đức. Xin hỏi các Phật tử này, sinh ra mà làm em của Đức Phật có phước không? Có. Sinh ra trong đời Đức Phật đã có phước rồi. Thầy trò chúng ta đâu có được đâu. Chúng ta xa Phật 2500 năm, chúng ta chỉ nhìn Phật qua hình ảnh thôi, đúng không ạ? Rồi mỗi lần chúng ta xem những bộ phim tái hiện lại cuộc đời Đức Phật, chúng ta xúc động qua những cái thước phim đó, chứ chúng ta chưa bao giờ được gặp Phật bên ngoài cả. Nên khi chúng ta sinh ra làm người mà trong thời của Đức Phật thì đã vô cùng quý và phước báo rồi. Mà đây không phải chỉ là sinh ra trong thời Đức Phật mà lại là em họ của Phật nữa. Nên nếu mà lúc mà chúng ta nghiên cứu cuộc đời Đức Phật đó, thì chúng ta thấy sao quý Phật tử biết không? Lúc mà Ngài còn trẻ đó thì Đề Bà Đạt Đa cũng hay qua chơi với Phật, đúng không ạ? Nhưng mà lúc đó cái tính của Đề Bà Đạt Đa đã hiếu thắng, đã hơn thua rồi. Có một số câu chuyện nên chúng ta không có thời gian để kể, nhưng chúng ta cái thành chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Đến lúc mà Ngài xuất gia tu học thành Phật, đúng không ạ? Thì Đề Bà Đạt Đa lại một lần nữa có phước sao? Xuất gia theo Đức Phật. Phước không ạ? Có chưa? Mà trong kinh điển ghi lại Đề Bà Đạt Đa tu đắc đến tứ thiền. Tứ thiền
có thể biết được quá khứ và biết được một phần của tương lai, có thể biến hóa tự tại được, có thể bay lơ lửng được. Đó là lý do vì sao mà Đề Bà Đạt Đa có thể như thế nào thuyết phục và lừa được vua gì nhỉ? Vua A Xà Thế giết cha của mình và hại Đức Phật và Tăng Đoàn. Chúng ta nhớ không? Một người chứng tứ thiền đâu phải đơn giản đâu. Sinh ra trong thời Đức Phật đã có phước báo, là em họ của Đức Phật càng phước báo hơn, mà được xuất gia trong cái tăng đoàn của Đức Phật càng phước báo hơn nữa, mà chứng được tứ thiền hoàn toàn không đơn giản. Hoàn toàn không đơn giản. Nên thực chất nếu dừng tại đó, xin thưa thầy trò chúng ta đây, cộng hết mấy trăm người cộng lại phước báo nhân lên gấp tỷ lần cũng không bằng phước báo của Đề Bà Đạt Đà. Thế đấy. Nhưng tất cả những phước báo, tất cả những công đức đó đều tiêu rụi hết vì những ác pháp mà ông đó đã tạo ra. Ác pháp đầu tiên ông đó tạo ra là gì? Gì? Đầu tiên là làm thân Phật chảy máu. Có một lần Đức Phật đi khất thực, và chúng ta biết thời xưa là đồi núi nhiều mà, trong Ấn Độ thời bây giờ, thì Đức Phật đi qua cái khe núi đó. Thì chúng ta biết ở miền Bắc chúng ta hay có này, bên này là núi, bên này là núi, ở giữa có một con đường, chúng ta nhớ không? À, thế Đức Phật đi khất thực qua, thì trên kia Đề Bà Đạt Đa đã chuẩn bị một tảng đá to rồi, đẩy cái tảng đá xuống rớt để hại chết Đức Phật. Nhưng đó rơi xuống không đúng Đức Phật, nhưng mà vẫn sơ suất làm cho chân của Đức Phật chảy máu, và làm cho Như Lai chảy máu đó. Tội đó nằm trong ngũ nghịch đại tội. Tội thứ hai rất lớn là tội gì? Tội gì? Phá hòa hợp tăng đoàn. Ông vào ông có những lập luận, ông nói xấu Đức Phật lần đầu để nói sau lưng thôi. Rồi nói xấu Ngài Xá Lợi Phất, nói xấu Ngài Mục Kiền Liên, mà toàn nói xấu các vị A-La-Hán không à. Lúc đó ông chưa chứng gì cả, sơ quả ông không có chứng mà. Mặc dù ông chống chứng tứ thiền, nhưng sơ quả vẫn chưa vào được. Nếu vào sơ quả thì ông không bị đọa lạc. Nếu vào sơ quả thì ông không đến mức độ mà phải như vậy đâu. Mà một người chưa chứng gì cả mà nhìn các vị thánh toàn đi nói xấu các vị đó không? Nói xấu sau lưng, kích bác sau lưng chưa đủ. Ông thể hiện rõ điều đó, nói thẳng luôn, đối đầu trực tiếp. Và không phải đối đầu trực tiếp với Phật, không phải đối đầu trực tiếp với các đệ tử của Ngài đâu, mà đối đầu trực tiếp với Phật. Và đó làm cho rất nhiều người lung lay bỏ Phật theo Đề Bà Đạt Đa. Đây là tội thứ hai cực kỳ lớn, phá hoại tăng đoàn, chia rẽ tăng đoàn. Tội thứ ba là gì? Tội thứ ba, ông không giết cha, nhưng ông xúi, xúi vua A Xà Thế giết cha. Mặc dù ông không phải là người trực tiếp giết, nhưng ông như thế nào? Ông bày mưu, ông tính kế. Và như thế nào quý Phật tử? Ông làm cho vua A Xà Thế đến mức độ là ác, giết cả cha của mình. Phạm tội thứ ba. Ba tội này nó nằm trong ngũ nghịch đại tội rồi. Chỉ cần một trong ba tội là phải đọa địa ngục vô lượng kiếp rồi. Ở đây chúng ta có ai phạm vào những tội này không? Chắc không? Chưa chắc đâu. Thứ nhất này, chúng ta có thể không làm thân Phật chảy máu, tại vì thời này chúng ta đâu có gặp được Phật đâu. Tuy nhiên, chúng ta hiểu sai về Phật, hoặc là chúng ta phỉ báng Đức Phật, chúng ta có những hình, những cái cách mà làm xấu, làm hoen ố đi hình ảnh của Đức Phật, tội đấy, nó cũng tương tự như làm thân Phật chảy máu đấy. Vừa rồi chúng ta thấy, cũng nhờ Covid mới phát hiện ra, mà thực chất là điều này cái thành đã biết rồi. Lúc đó cái thành chỉ là sinh viên thôi. Thì có một lần cái thành đi cũng cộng tác viên bên báo chí. Thì lúc đó cái thành có một cái nhiệm vụ là tối đó sẽ đi đóng giả làm một người vào trong cái quán bar ở quận 2 đó, gọi là Buddha Bar. Buddha là Phật đấy. À, ở quận 2. Thì khi vào đó có phải tự nhìn phản cảm, tại mình theo Phật từ nhỏ mà. Phật là tôn kính, là tôn thờ, mà vào đó người ta trưng cái đầu Phật. Ở dưới người ta áo quần hở hang, nhảy múa, y sao đùng, rồi rượu, rồi bia, rồi đủ thứ. Mà nó kéo dài như vậy nhưng không ai dẹp quý Phật tử. Bẵng đi một thời gian, vừa rồi Covid lại tiếp tục một lần thứ hai. Thì
nhờ cái Covid đó thì nhiều người biết đến cái quán đó, sau đó nó mới dẹp đi đó. Thì mặc dù họ không gặp được Đức Phật, họ không làm thân Phật chảy máu đâu quý Phật tử ạ, nhưng họ dùng hình ảnh của Đức Phật, họ bôi nhọ hình ảnh của Đức Phật. Bôi nhọ hình ảnh thôi nha, chứ thực chất Đức Phật thì vẫn thanh tịnh, Đức Phật không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng cái cách họ làm như vậy, Phật không trách, nhưng mà nhân quả ghi nhận, phạm tội đấy. Hoặc là có rất nhiều người họ cố tình quý Phật tử ạ. Cố tình là sao quý Phật tử biết không? Họ làm những cái bồn cầu hình Đức Phật, họ làm những cái ghế này nè, in hình Đức Phật trên chỗ ngồi đấy. Họ làm những đôi dép hình Đức Phật. Có không ạ? Có đấy quý Phật tử ạ. Có. Thì xin thưa, nếu chúng ta tôn kính Phật, đúng không ạ? Thì chúng ta có làm không? Không. Bây giờ chúng ta đừng nói Phật, chúng ta nói bố mẹ ông bà của mình đi. Mình thương, mình quý, có đời nào mình lấy hình ông bà cha mẹ của mình in trên cái ghế mình ngồi không? Mình thương, mình quý ông bà cha mẹ, có đời nào mình in hình ông bà cha mẹ ở cái bồn cầu mình ngồi không? In hình đôi giáp chúng ta đi không? Không. Nên mặc dù những người đó không gặp Đức Phật, không làm thân Phật chảy máu, nhưng những cái cách thức họ làm như vậy, họ xúc phạm đến hình ảnh tôn giáo, họ xúc phạm đến hình ảnh của Đức Phật, thì họ cũng một phần nào đó na ná cái tội làm thân Phật chảy máu. Cùng vậy, có những người không hiểu đạo, không tin đạo thì thôi, tại chúng ta không ép. Mỗi người có một niềm tin riêng, chúng ta được quyền tự do và tín ngưỡng, đúng không ạ? Chúng ta có thể tin cái này, chúng ta có thể không tin cái kia, nhưng chúng ta không được quyền dẫm đạp lên niềm tin và phá hoại niềm tin của người khác. Nên có nhiều người, quý Phật tử biết sao không? Chùa người ta đang phát triển, đúng không ạ? Có thể là có người tới tu tập, thậm chí có nhiều ngôi chùa lâu năm không có ai tới tu tập, nhưng đó cũng là một thời đã có người phục dựng, xây dựng và tu tập rồi, đúng không quý Phật tử? Nhưng mà có nhiều người tới họ phá chùa luôn, họ đập tượng luôn, họ cướp nách luôn. Thì xin thưa, hành động đó có phải là làm thân Phật chảy máu không? Phải đấy. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng sống trong đời của Đức Phật thì mình mới bị cái tội làm thân Phật chảy máu, còn bây giờ xa Phật rồi thì không mắc tội này. Không có đâu, nó có những cái tội tương đương y như vậy luôn. Tội thứ hai ở đây chúng ta thấy là tội gì? Phá hòa hợp tăng đoàn. Dạ thưa thầy, tội này con không bị đâu. Chưa chắc. Chưa chắc. Những người không hiểu đạo thì thôi chúng ta không nói nha. Họ phỉ báng chư tăng, họ nói xấu chư tăng thì thôi chúng ta không dám nói tới, tại vì họ không có niềm tin mà, đúng không? Còn chúng Phật với Pháp với Tăng, nhưng cái niềm tin mình chưa đúng, chưa đủ, coi chừng mình cũng phạm cái tội này. Tức là sao? Mình tu tịnh độ, mình đi chê thiền. Mình tu thiền, mình chê tịnh độ. Mình tu Đại Thừa, mình chê Nguyên Thủy. Mình tu Nguyên Thủy, mình bác Đại Thừa. Nếu có sai, có đúng, nó chỉ là tương đối thôi. Còn tất cả các pháp môn đều là phương tiện giúp chúng ta nhiếp tâm. Tất cả các pháp môn đều là phương tiện giúp chúng ta điều phục tâm. Tất cả các pháp môn đều là phương tiện hướng chúng ta đến giải thoát và giác ngộ. Như trăm sông đổ về biển, có sông thì hàm lượng phù sa nó nhiều thì hơi đục, có sông thì hàm lượng phù sa nó ít thì nước nó lại trong. Có sông cái hàm lượng nước nó nhiều, có sông hàm lượng nước nó ít, có sông nó chảy ở một cái khu vực nào đó thì nó sẽ có ảnh hưởng của cái khu đất ở đó. Và mỗi sông có những đặc tính khác nhau. Nhưng khi trăm sông nó đổ về biển, duy nhất chỉ có một vị, đó là vị mặn. Và tất cả các pháp môn dù có khác nhau như thế nào, nhưng nếu đó là pháp môn lưu xuất từ trí tuệ của Đức Phật thì tất cả đều chung một vị, đó là vị giải thoát và giác ngộ. Nên khi chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta trọn vẹn với pháp môn mình. Được thì chúng ta học hỏi thêm những pháp môn khác. Ví dụ thiền tịnh song tu, được không? Được. Thiền tịnh mật ba cái cùng tu, được không? Được. Chúng ta đang tu là hình thức của Đại Thừa, nhưng chúng ta đọc, chúng ta tư duy, chúng ta thực hành về kinh Nguyên Thủy, được không? Được, cực kỳ quý. Còn chúng ta đang là một người tu theo Nguyên Thủy, nhưng chúng ta cũng áp dụng những cái phát triển của Phật giáo Đại Thừa
để sử dụng điều đó hoằng pháp độ sinh được không? Được chứ, rất là tốt. Còn lại ngược lại, chúng ta tu pháp môn nào mình cho pháp môn mình là tối thượng, là số một. Còn lại những pháp môn khác là hạ căn cơ, những pháp môn khác là không đúng chánh pháp, những pháp môn khác là tà đạo. Chúng ta nói xấu, chúng ta phỉ báng, chúng ta khinh thường, thì chúng ta đang phạm tội như thế nào? Chia rẽ tăng đoàn, chia rẽ pháp môn đấy. Cẩn thận. Ở đây chúng ta đang tu theo pháp môn gì? À, tịnh độ. Có đi chê các pháp môn khác không? Đúng rồi, đừng chê nha. Ví dụ họ có chê mình, kệ họ. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ai tu thì nấy được, ai tạo nghiệp tự trả. Chứ tránh trường hợp, dạ thưa thầy, con không chê họ bao giờ, nhưng họ chê con, bây giờ con phải chê lại. Mắc gì vậy? Họ có tội kệ họ, đúng không? Mình khuyên được thì tốt, không khuyên được thì mình giữ mình trước. Cái thứ ba, đi theo vị thầy này, xem vị thầy này là tối cao, là tối thượng. Rồi sau đó xem tất cả những vị thầy khác đều là sai cả. Phá hòa hợp tăng đấy. Nhiều lúc cả thầy cả trò tu gì không biết, dẫn nhau xuống địa ngục đấy. Vị thầy thì nói thầy là tối thượng, cái pháp của thầy là chuẩn mực nhất, cái pháp của thầy là chân lý nhất, cái pháp của thầy là tinh túy nhất, là đúng nhất. Còn những pháp khác có đúng có sai, nên bây giờ chỉ đi theo thầy thôi, quy y thầy thôi, đi theo thầy thôi. Và Phật tử cũng nghe răm rắp như vậy, đều xem vị thầy này là số một, là tối thượng. Cái pháp môn họ hành trì theo sự hướng dẫn của thầy mình là tối thượng. Thế là không tôn trọng những vị thầy khác, không lắng nghe sự chia sẻ của các vị thầy khác, không có sự học hỏi của những pháp môn khác, thì coi chừng cả thầy cả trò đều phạm vào tội chia rẽ tăng đoàn đấy. Hết sức nguy hiểm. Nên quý Phật tử thấy không ạ? Ban đầu chúng ta chưa phân tích tới thì mình nghĩ Đề Bà Đạt Đa sao ác quá, mà không có nhiều người như Đề Bà Đạt Đa đâu. Nhưng trong thời đại 4.0 này, đâu đó vẫn lẫn quất con cháu của Đề Bà Đạt Đa. Mà con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mà cha của mình Đề Bà Đạt Đa mà đọa địa ngục rồi, mà mình còn theo những cái điều cha mình làm nữa, thì xin thưa, cha đi trước, con lẫn lượt theo sau. Vậy bây giờ muốn đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là muốn đi theo Đề Bà Đạt Đa? Đi theo ai? À, đi theo Phật. Cho một tràng pháo tài. Cái tội thứ ba của Đề Bà Đạt Đa ở đây, đó là như thế nào ạ? Không trực tiếp nhưng gián tiếp, đúng ạ, hỗ trợ và tư vấn cho vua A Xà Thế, đúng ạ, giết cha để lên ngôi sớm. Mặc dù lúc đó chúng ta biết vua A Xà Thế thì cha là như thế nào ạ? Cũng đã sắp xếp cho con mình lên ngôi mà. Thế mà chưa kịp, tại vì cái sự tham vọng của quyền y lớn quá, giết cả cha mình. Mà ban đầu thì ông đâu có ý định giết đâu, đúng ạ, do Đề Bà Đạt Đa. Cái thiện tâm của vua A Xà Thế có chứ quý Phật tử. Nên sau này là Đức Phật hóa độ ổng đó. Ông quay trở lại hộ đạo cho Đức Phật rất là nhiều, nhưng ông không chứng bất cứ một quả vị nào cả, tại vì ông phạm vào ngũ nghịch đại tội. Xem lại mình, ở đây có thể chúng ta không có giết cha, không có giết mẹ của mình, đúng không? Tuy nhiên bất hiếu lại có đấy. Coi chừng, coi chừng. Đặc biệt là sao? Đặc biệt là khi chúng ta có gia đình, chúng ta đi theo dòng chảy của tình cảm. Dòng chảy của tình cảm ở đây là gì? Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống. Lo cho chồng, lo cho vợ, đặc biệt lo cho ai? Cho con của mình. Và khi mình dành tất cả tình thương yêu, tình cảm, tiền bạc, sức lực, tâm trí cho con, quên đi ông bà và cha mẹ. Con có khóc quấy từ ngày này sang ngày khác, vẫn thương con, ôm con vào lòng. Nhưng mà lỡ ba mẹ mình già lớn tuổi rồi, ho khù khù, nó tại sao ho hoài, làm sao cả nhà ngủ được? Con của mình á, ăn cái này không được nhả ra, là con ơi ăn cái kia đi, tìm thức ăn khác cho con mình. Mẹ mình lớn tuổi rồi, răng cũng đã rụng gần hết rồi, không còn ngon miệng như xưa nữa. Bố mẹ không ăn được cái này, nó tại sao già rồi, kén chọn quá à. Nên khi mà chúng ta có gia đình rồi, không khéo, không có đạo đức làm nền tảng, không được sự nhắc nhở, chúng ta rất
rất có khả năng trở thành người con bất hiếu. Mà chúng ta biết đó, thiên kinh vạn quyển thì trong đó như thế nào ạ? Hiếu nghĩa vi tiền. Dù có tu cái gì, dù có đọc kinh cái gì không biết nha, nhưng mà sao quý Phật tử biết không? Cái đạo hiếu vẫn là ban đầu. Nên đây chúng ta có thể không giết cha, không giết mẹ, nhưng nếu chúng ta sống không có tình, không có nghĩa, không có hiếu đạo với cha, với mẹ, thì chúng ta cũng đang mở ra con đường thoái đọa cho mình đấy. Không đùa đâu. Nên nói là nói đến trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, nhưng chúng ta phải quay trở lại nhìn thấy bản thân mình có cái gì na ná giống Đề Bà Đạt Đa thì phải ăn năn, sám hối và sửa chữa lỗi lầm. Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Nên chúng ta thấy ban đầu Đề Bà Đạt Đa rất có phước, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì phạm tội cực ác. Và khi phạm tội cực ác rồi thì mất hết thiện căn, mất hết công đức đến mức độ không thể cứu vãn được. Và nếu ở đây chúng ta thấy đó, nếu cái pháp trắng, pháp thiện mà còn một chút ít, trong bản kinh này nói nó còn một chút ít dầu nhỏ như sợi lông, nhỏ như cọng tóc, thì có cơ hội, hy vọng phục hồi, cứu vớt. Ở đây chúng ta thấy hình Đức Phật sử dụng một hình ảnh minh họa thật là thảm thương và gây chấn động lớn. Một người mà bị lọt xuống cái hố phần, và không phải lọt ở trên bề mặt mà lọt xuống đáy của hố phần. Và khi mà lọt xuống đáy của hố phần rồi thì tìm một sợi lông, tìm một cọng tóc còn sạch để kéo lên, tìm ra không? Không thể ra được. Không thể ra được quý Phật tử ạ. Thế nên ở đây như ban đầu chúng ta nói, thầy trò chúng ta dẫu chúng ta chưa thực sự thuần thiện, trong tâm của chúng ta không phải chỉ có pháp bất tịnh, đúng không ạ? Chúng ta vẫn còn có lỗi lầm đó, chúng ta vẫn có sự xen lẫn của pháp bất thiện đó quý Phật tử ạ. Nhưng đừng bao giờ phạm vào những trọng tội, đừng bao giờ làm những điều khiến cho chúng ta mất hết thiện căn, không còn bất cứ một công đức nào vô phương cứu chữa. Đồng ý không quý Phật tử? Đó là lý do vì sao ở ngoài hay nói câu sống là phải có hậu là vậy đó. Có hậu cho ai? Cho mình. Có hậu ở đây có là có gì? Có phước. Có hậu ở đây là có gì? Có đức. Cho mình, cho con, cho cháu của mình. Đừng vì tham lam, đừng vì sân hận, đừng vì si mê mà nhuộm bẩn cuộc đời của mình. Nhuộm bẩn cuộc đời của mình. Biết được rằng tham lam, sân hận và si mê nó thường trực trong cuộc sống mình quý Phật tử ạ. Chúng ta ngồi đây nghe pháp thì khác. Ra ngoài ai mà chửi chúng ta, ai vu khống chúng ta, ai ném cho chúng ta một cục đá là con gì xuất hiện? Sân hận. Đúng không ạ? Lúc đó mô Phật ơi, con đang tu, nó không cho con tu, Đức Phật cho con nghỉ tu 5 phút, cởi áo tràng ra. Bắt đầu bà chống nảnh lên rồi chửi. Ngay lập tức trong này là con của Phật, bước ra ngoài kia ai chọi cục đá, cái cục đá công năng ghê ha. Từ một cục đá nó chọi cái trở thành con ma liền. Có không? Có chưa? Rồi bây giờ mình nói mình không tham. Nhiều lúc mình thấy được 1 triệu, mình lượm 2 tờ polymer 1 triệu đúng không ạ? Bình thường trả lại liền. Nhưng mình lượm một ngày nào đó rớt một cục tiền 1 tỷ, lúc đó khác nha. Khác đấy. Tại vì lòng tham của chúng ta cũng có những cái mức độ khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ con đã rất nhiều lần con lượm được tiền, con đã trả lại rồi nên con hoàn toàn bất động với cái tham. Chưa chắc đâu, tại vì tiền ít quá à. Có 100 ngàn à, có triệu à, có vài triệu à, nhiều lắm à, 20 triệu là hết rồi. Nhưng xin thưa, 50 triệu hơi lung lay, hơi rung tay đó nha. Bữa trước đúng không? Còn 10 triệu bình thường, tại vì cái đó tâm mình là lấy cái tiền này và tìm người trả lại, chúng ta không sợ. Nhưng đến 50 triệu rồi, cúi xuống hơi rung, tại vì sao? Nhìn trước, nhìn sau có ai không? Tại vì đó cái tâm chuẩn bị lấy rồi. Đúng ạ. Mà đến một mức độ là vài trăm triệu cho đến vài tỷ mà chúng ta có được, lúc đó như thế nào quý Phật tử? Cái tâm tham nó khởi lên nhiều lắm. Nên nhớ một điều rằng chúng ta tu là bớt tham, bớt sân, bớt si thôi. Chứ chúng ta chưa chứng thánh, mà chưa chứng thánh thì gốc tham sân si vẫn còn. Chỉ chờ cơ hội thôi. Nên biết được điều đó rồi thì chúng ta phải ráng mà tinh tấn tu tập,
ráng tỉnh giác, đừng bao giờ tự mãn, tu như vậy là tốt rồi. Đừng bao giờ tự mãn, tu như vậy là đủ rồi. Đừng bao giờ tự mãn, dạ thưa thầy, bây giờ tu tâm con bình thản, không tham, không sân, không si. Nói câu đó ngày mai bị liền. À, nên chúng ta nhớ, tu đừng để cho tham lam, đừng để cho sân hận, đừng để cho si mê nhuộm bẩn cuộc đời của mình. Và khi nào có cơ hội, hoặc nếu không có cơ hội, phải tự tạo ra cơ hội cho mình để làm điều gì? Làm điều thiện, làm nghiệp lành. Ít nhất chúng ta bù đắp được những lúc mình bị si mê. Tại mình tu nhiều lúc, lúc thì tỉnh, lúc thì mê. Mà tỉnh được lúc nào ráng tu lúc đó. Tỉnh được lúc nào ráng làm phước lúc đó. Lỡ một lúc nào có bị mê thì ít nhất cũng bù qua sớt lại. Cộng trừ nhân chia nó vẫn là số dường. Còn cộng trừ nhân chia ra bằng không là nguy cơ. Mà cộng trừ nhân chia ra số âm là chuẩn bị đi theo đề bà đạt đa đấy. Nên tỉnh lúc nào, có điều kiện gì, ráng làm phước, ráng tinh tấn mà tu. Đừng đợi đến lúc đổ nghiệp rồi mới tu. Cái thành có giảng bài, đừng đợi đến lúc đổ nghiệp rồi mới tu. Xin thưa, khi đổ nghiệp rồi mà biết tu cũng đã quý rồi đó, đúng không ạ? Nhưng xin thưa, mình đổ nghiệp mình tu, nó có được một cái thuận duyên hơn khi mình bình thường mình tu không? Không. Ví dụ này, đang đổ nợ, đang bị chồng bỏ, đang bị vợ bỏ, đang bị thất nghiệp, đang bị gặp một cái biến cố nào đó trong cuộc sống, mình tụng kinh, mình lễ Phật, mình tọa thiền, tâm có dễ yên không? Không, khổ lắm, nợ đòi tới nơi rồi sao yên nổi. Rồi mình nhẩm rằng cuộc đời này là vô thường, tình cảm cũng vô thường, nhưng nhớ đến ông chồng đi theo bà vợ bé là bắt đầu có thường liền. Đúng không? Khó tu lắm cái Phật tử ạ. Nên lúc bình bình nè, gia đình còn hạnh phúc, đúng không ạ? Tiền bạc thì chúng ta vẫn ổn định, vẫn hết sức là bình thường. Tu lúc đó để bù lại, lỡ có một cái dư nghiệp nào đó trong quá khứ nó ập đến, thì chính lúc mà mình tu này, nó sẽ hỗ trợ cho mình giữ tâm bình thản. Còn bây giờ xin thưa, đến lúc chúng ta gặp sự cố nghịch cảnh rồi, tu được rất là tốt. Nhưng mà nó sẽ tốt hơn nữa khi mọi thứ chưa là nghịch cảnh, chưa đổ nghiệp mà mình đã tu rồi. Đó là một người có trí tuệ đấy. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Cũng vậy, chúng ta phải tinh tấn làm điều thiện. Chút điều thiện chúng ta cũng ráng mà làm. Còn chút điều ác cũng ráng ngăn, ráng giữ, đừng có làm. Ví dụ chúng ta bước vào trong cái tỉnh thất này, hoặc là bước vào một ngôi chùa nào, thấy một cọng rác, đừng xem thường. Hãy cúi xuống lượm cọng rác đó, bỏ vào sọt rác đúng nơi quy định. Bước vào nhà vệ sinh thấy nó dơ quá, mặc dù đâu phải mình là sản, để lại sản phẩm đâu, ai đi trước mà họ để lại sản phẩm dơ trong dơ ngoài, rồi họ bước chân bước dép vào dơ quá, hoàn toàn không phải mình làm, đúng không? Nhưng sau khi chúng ta đi vệ sinh xong, chúng ta dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, phước đấy, đừng có khinh thường. Chùa có bất cứ một hoạt động nào, từ thiện, tu tập, Phật sự, có thể đóng góp tiền, có thể đóng góp của, có thể đóng góp công, có thể đóng góp sức, và cũng có thể đóng góp cái tâm hoan hỷ của mình. Nên có cơ hội làm phước, hãy làm. Và nếu không có cơ hội thì tự tạo ra cơ hội cho mình. Nên cái thành hay nói rằng, một người thông minh là người biết chớp lấy thời cơ, tận dụng thời cơ. Còn một người trí tuệ đừng ngồi chờ đợi thời cơ đến với mình, mà mình phải tự tạo ra cơ hội. Tự tạo ra cơ hội. Xin thưa quý Phật tử đó, Khải Thành có được ngày hôm nay đi giảng pháp nhiều nơi, được quý thầy, được chư tôn đức tăng ni thương tưởng, tạo điều kiện cho cái thành giảng pháp nhiều nơi. Đầu tiên là được sự gia trì của Tam Bảo, được sự tạo điều kiện của chư tôn đức tăng ni. Có rất nhiều quý Phật tử hộ đạo. Tại cái thành đi đâu là có người lo ăn, lo ở, lo xe. Tại vì mình đâu có những cái điều đó đâu. Ở chùa thì mình chủ động được. Còn đi ra ngoài Phật sự miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên thì đa số đều có Phật sự hộ đạo cả. Và cái thành rất may mắn, ở đâu cũng có Phật tử hộ đạo cả. Và ngoài cái sự gia trì của Tam Bảo, cái sự tạo điều kiện của chư tôn đức tăng ni,
sự nhiệt tâm hộ đạo của quý Phật tử. Nhưng nếu bản thân của Khải Thành không có nỗ lực, không có tinh tấn, không có chịu cực, không có chịu khó để hoằng pháp độ sinh, thì những cái sự tạo điều kiện đó mình có tận dụng được không ạ? Không. Và từ xưa xin thưa quý Phật tử biết, lúc đó cái thành đâu ai mời đi giảng đâu. Tại mình còn trẻ mà, mình còn trẻ, lúc đó mình cũng chưa trụ trì luôn, mình cũng chưa làm trong ban hoằng pháp của thành phố luôn. Nên vấn đề, một vấn đề hết sức xa xỉ. Mà nếu cái thành không đi học này, không đi học cao học, không nghiên cứu kinh điển, đúng không ạ? Không đi làm các Phật sự khác, ngồi chờ người ta mời mình đi giảng, xin thưa bây giờ cái thành vẫn ở đó thôi. Lúc đó cái thành tự tạo cơ hội cho mình, quý Phật tử ạ. Cái thành không ngồi chờ đợi cơ hội đâu. Lúc đó đi tổ chức khóa tu mùa hè, thấy chùa nào tổ chức khóa tu mùa hè, họ mời mình tới tổ chức ngay và luôn, nhận lời liền. Biết rất cực nha, tổ chức khóa tu mùa hè cực lắm quý Phật tử ạ. Cực lắm. Mình phải thức khuya, mình phải dậy sớm. Lúc nào mình cũng vậy, phải dậy sớm hơn các em. Lúc nào mình cũng ngủ trễ hơn các em. Thậm chí lúc nào mình cũng ăn sau các em cả. Rất cực, mình cũng cực. Và các bạn thanh thiếu niên đi theo mình cũng rất là cực. Nhưng mà mình biết xây dựng một lớp trẻ có đạo đức, có đạo lý, phước báo rất nhiều. Và chưa cần nghĩ đến phước báo, mình cảm thấy một em sau khóa tu mùa hè nó phát triển, nó thay đổi là mình đã cảm thấy động lực rồi. Chứ lúc đó quý Phật tử biết ai mời mình đi giảng khóa tu mùa hè đâu. Họ chỉ nhờ mình phụ tổ chức thôi, chạy vào ngoài thôi. Lúc đó tuyệt đối không được từ chối. Nếu mình có điều kiện và năng lực phải làm. Trong cái chương trình khóa tu mùa hè đó, lỡ hôm nay có một vị giảng sư bệnh viện, lỡ hôm nay trong cái khung giờ đó có một khung giờ trống mới xin vào để giảng, coi như là cơ hội đó để mình giảng một bài. Chỗ nào có đại giới đàn, chỗ nào có Phật sự, lo ăn, sắp xếp mọi thứ, mình có khả năng làm được, mình xin các ngài cho mình làm. Tức là mình phải tự tạo điều kiện cho mình có phước, chứ đừng bao giờ ngồi đợi. Đừng bao giờ ngồi đợi, mà phải tự tạo cơ hội cho mình có phước. Cũng vậy, sau đó một thời gian thì đúng là phước tăng, và rất được nhiều Phật tử thương, và rất nhiều các vị tôn túc trụ trì tạo điều kiện cho giảng. Nhưng mà lịch giảng lúc đó một tháng chỉ được có 2 buổi thôi, là 30, rất là mừng quý Phật tử. Lúc đó mừng và ráng kiếm thêm được ngày là ngày mùng 1 và ngày 15, tức là một tháng giảng được 4 buổi thôi là mình hết sức vui rồi. Nhưng mà vô lẽ một tháng 30 ngày giảng có 4 buổi à? Đúng không ạ? Thì cảm thấy thiếu thiếu, và cảm thấy mình vẫn chưa đủ phước để được sự yêu quý, được thương tưởng của chư tôn đức tăng ni, và được sự hộ đạo của cái Phật tử. Cảm thấy mình ăn cơm đàn na tín thí, mình sợ mang tội. Thế là bắt đầu quý Phật tử biết sao không? Ráng dành dụm mua được một cái điện thoại để làm gì? Live stream giảng online. Ban đầu giảng có 10 người xem thôi, ngày nào giảng được 30 người xem là tối đó nhiều lúc ngủ không được, mừng á. Mừng tại vì có số người đã vào nghe mình giảng rồi. Đã vào nghe mình giảng rồi. Không có hội chúng, chỉ có vài hội chúng, từ vài hội chúng thực tế bên ngoài tự tạo hội chúng riêng mình. Và đến lúc chúng ta thấy Covid đến, đúng không? Thì con đường giảng online của mình lại hợp lý. Tại lúc đó đâu có đi giảng bên ngoài được nữa. Nên chúng ta thấy không ạ? Khi chúng ta nhiệt tâm rồi, vì Phật Pháp rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Phật gia hộ, sẽ được Tam Bảo chứng minh, và chúng ta sẽ thành tựu được những điều tốt đẹp. Quý Phật tử cũng vậy đó. Đừng đợi cơ hội tới mới làm phước, tự mình tạo cơ hội. Ví dụ hôm nay lâu lắm, ví dụ 1 tháng hoặc 2 tháng chúng ta mới gặp trực tiếp ngài để nghe Pháp, đúng không ạ? Thì tự tạo cơ hội của mình làm gì? Lên Facebook, lên YouTube, đăng ký kênh mà nghe Pháp. Đăng ký tại vì sao? Tại vì mỗi lần mà phát trực tiếp thì nó báo kênh này đang phát trực tiếp, thì mình vào mình nghe. Tức là mình phải tự tạo ra cơ hội cho mình được nghe Pháp, được tu tập,
đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nha. Nên chúng ta thấy đó, chúng ta tu làm sao ít nhất chúng ta phải cân bằng được cái nghiệp thiện và nghiệp ác tự thân của mình, và vươn lên có điểm cộng, tức là nghiệp thiện nó nhiều, nhiều hơn. Đừng bao giờ để cộng trừ nhân chia nó ra điểm trừ, đúng không ạ? Và tu làm sao điểm cộng càng cao thì phước đức chúng ta càng càng lớn. Vâng lời Đức Phật dạy thì mỗi người, đặc biệt là một người đệ tử Phật, phải làm chủ cuộc đời của mình bằng pháp trắng. Chúng ta phải tinh tấn tu tập, vung bồi thiện nghiệp, thì chúng ta biết một điều rằng không ai có thể giúp mình khi chúng ta đã tiêu tán hết sạch phước lành. Biết được điều đó, chúng ta có thể mất điều này, chúng ta có thể mất điều kia, nhưng đừng bao giờ mất niềm tin vào Tam Bảo, đừng bao giờ mất niềm tin vào luật nhân quả nghiệp báo, và đừng bao giờ tiêu sạch phước của mình, cũng đừng bao giờ làm cho tâm của mình không còn một pháp trắng, không còn một pháp thiện nào. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên kính chúc tất cả quý Phật tử chúng ta sẽ tinh tấn tu tập, gạn đục khơi trong, thanh lọc thanh tâm của mình, để trong thanh tâm của chúng ta là những pháp thiện, là những pháp pháp trắng. Và mỗi ngày tu tập là mỗi ngày chúng ta loại bỏ được những ác pháp, mỗi ngày tu tập là mỗi ngày chúng ta loại bỏ được những pháp đen ra khỏi cuộc đời của mình, để mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta có thêm hạnh phúc, có thêm an lạc, có thêm phước báo, và chia sẻ niềm hạnh phúc, an lạc, phước báo đến với tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.